Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận cờ rất là hay giữa Yêu Ma Tào Nhâm Lỗi và Triệu Tử Vũ. Trận đấu diễn ra năm 2018, trận này thì Tào Nhâm Lỗi cầm đỏ đi đen, còn Triệu Tử Vũ cầm đen đúng hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên.
将军。 将军。 将军。
将军。将军。Trên đây thì Triệu Tiểu Vũ đã buông cờ nhận thua và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.